Một video về The Strongest Battleground. Hôm nay Halloween mà không có ai rủ đi chơi. Thế nên là rảnh quá nên là mình đã gộp 30 YouTuber GSP lại trong một bức tranh. Đầu tiên chính là anh Nick Power. Thì cái anh này thì ảnh cơ bản là mình. Ok, mình thì mình không phải là YouTuber thuần về GSP lắm các bạn, hay là The Strongest Battleground đấy. Nhưng mà mình đã có từng chơi và gia nhập cộng đồng này cũng rất là lâu, và cũng gọi là trong lúc mà nó nổi thì mình cũng đã xây dựng được một cơ ngơi, gọi là các bạn cũng biết mình chơi từ game này, cơ bản ít nhất là vậy ha. Thế nên là mình sẽ vẽ mình làm chủ đạo, tại vì mình là chủ kênh mà, ai biểu mình là chủ kênh chi các bạn. Nên là mình sẽ vẽ mình là chủ đạo, là cái thằng bự nhất trong cả tổng thể của bức tranh. Và mình sẽ vẽ mình là Saitama, giơ nắm đấm lên và bay ha. Thì trang phục vẫn là Saitama thôi. Đây chứ là cái phác họa cơ bản của mình về cái stress nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tô màu theo Saitama đó các bạn. Chỉ có khác biệt là mình sẽ đội một cái mũ Dino đỏ để nhận diện thôi. Nhưng mà không ngờ thì mình kết hợp với quần áo của Saitama nó khá là hợp ha. Để các bạn, nhìn chung mà đây chính là cái YouTuber đầu tiên nha, trong 30 YouTuber mình vẽ. Thứ hai sẽ là Phú S. Thì bạn này là một trong những bạn người Việt mà đầu tiên mình xem khi mà mình tìm về chủ đề này. Bạn này thì BBB rất là giỏi luôn ha. Cũng như là bạn này cũng gọi là những YouTuber thời kỳ đầu Việt Nam tham gia vào cái môn The Strongest Battleground này. Mình sẽ vẽ bạn ấy theo kiểu là men chính ngầu lòi nha các bạn. Tại vì cơ bản là skin avatar YouTube của bạn ấy khá là giống Kaito Kid. Nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ dễ ngầu một tẹo cho nó chất chơi ha. Và có vẻ là mình khá là hài lòng. Mình thì mình không tô nhiều cái phần còn lại, trừ mắt thôi các bạn, để làm nổi bật ấy. Ok, một cái mini như vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà nhìn chung hot boy anime các kiểu các bạn. PTL Haru, đây là một bạn nữ đầu tiên mà cũng như là duy nhất mình biết chơi cái tựa game này. Thì cơ bản là mình vẽ sẽ ngầu ngầu tí các bạn. Skin của bạn này cũng như là kênh YouTube của bạn ấy các bạn, làm thumb thì thường nó rất là ngầu luôn. Và bạn ấy cũng đã chuyển qua một video ngắn, ít làm video dài rồi. Nhưng mà không sao các bạn, miễn sao là bạn này vẫn có làm thì chúng ta cũng sẽ cho bạn này vô nha. Nhìn rất là ngầu luôn ha. Hamlet, đây là một kênh về nước ngoài. Và anh này BBB cực kỳ giỏi luôn. Thì anh này cũng dính một số drama, chẳng hạn như là những video của anh ấy là diễn. Nhưng mà mặc kệ các bạn, không sao, chúng ta xem giải trí thôi mà. Mình sẽ vẽ anh ấy theo kiểu là cái mặt có những thương hiệu thôi các bạn. Mặt Roblox meme và cái mặt hồng cùng với cái cà vạt. Đủ nhận diện rồi đúng không các bạn? Loppy, đây là một YouTuber mà cái avatar kênh mình dám chắc là nếu như bạn nào thấy thì bạn sẽ rất là mắc cười luôn. Và mình đang vẽ ha. Chắc là các bạn sẽ biết nhiều đến YouTuber này vì anh ta sở hữu KJ. Các bạn nhìn nè. Mình không còn cần gì để nói luôn các bạn. Nó rất là hề luôn ha. Nó còn hề hơn cả Hamlet nữa. Trời ơi, không biết ai vẽ cái avatar cho cái anh này nữa chứ. Stub, có thể nói là một trong những kênh thương hiệu về The Strongest Battleground. Anh này thì rất là nổi luôn ha. Và anh ấy là một con zombie. Mặc dù là để tìm kênh anh này trên YouTube thì nó dễ, nhưng mà nếu như bạn tìm trên Google thì nó toàn ra cái gì đâu không mà. Nhưng mà không sao, mình sẽ vẽ khuôn mặt của anh ấy nha. Những cái khuôn mặt mà anh ấy thường làm thumbnail ấy. Ok, xong, rất là hài lòng luôn các bạn. Đơn giản nhưng mà các bạn có thể nhìn nha, đây chính là Stub ha. Anh này thì rất là nổi luôn. PlayerNo.71, đây chính là một bạn người Việt Nam và hay chỉ các bạn khác hay là những bạn newbie về việc là các bạn học mẹ BBB đấy. Mình thì cũng có học, đặc biệt là từ những video combo cực khó đấy. Avatar kênh của bạn này thì cũng rất là đơn giản luôn. Một tên niên không đến nỗi là người que các bạn, nhưng mà cực đơn giản luôn. Chỉ cần quẹt quẹt vài đường là xong ha. Nhưng mà chắc là dễ nhận biết nhất là cái mái tóc rất là thương hiệu su luôn các bạn. Ok, xong một YouTuber nữa. Crazy Leon, chắc là có nhiều bạn thắc mắc là tại sao Crazy Leon lại ở trong cái vị trí này. Chuyển qua một lúc thì mình cũng nghĩ là thôi không sao các bạn. Crazy Leon cũng đã chuyển chủ đề kênh qua The Strongest Battleground và các bạn khá là ủng hộ. Thế nên là mình cũng nghĩ mình cho vô luôn. Thì nó cũng hợp lý đúng không các bạn, giống mình thôi. Và mình sẽ vẽ là avatar kênh của Crazy Leon ha. Bước đầu mình cứ tưởng là khó lắm, ai nghèo thì dễ, giga chat thì cũng khá là dễ. Và mình có một cái ý tưởng khá hay.
đó là mình sẽ tô nhưng mà không tô hoàn toàn các bạn. Nó kiểu như là mình sẽ để chút màu vàng vàng ra ấy, của cái nền ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái ảo giác để mình hoàn thành bức tranh các bạn. Ok, xong rồi ha. Các bạn thấy không? Mình phóng gần ở đây thì các bạn vẫn thấy loang lổ những màu chưa tô đúng không? Nhưng mà khi các bạn càng ngày càng phóng xa ra đấy, thì các bạn sẽ thấy nó đều màu lại chung với nhau luôn. Càng xa càng đều màu ha. Wow, mình không hiểu sao lúc đó mình có thể vẽ một cái ảo giác ảo ma như vậy các bạn. Nhưng mà giá rất là đẹp luôn. Silent, come on. Anh này thì làm video giống như là Hamlet các bạn. Nó kể giống như là diễn trong sinh hoạt thường ấy. Tuy nhiên thì cách mấy anh này làm video như nào thì chúng ta không thể biết, nhưng mà chủ đề video nó thường như là vậy. Mình thấy là mấy bạn coi video chủ đề này, một là xem phản ứng của người ta, hai là xem mấy anh này BB giỏi không. Và hai YouTuber này làm khá tốt ở khoảng này ha. Rất là im lặng luôn vậy. The Holy Grail 75 thì anh này là một trong những YouTuber có cái mặt đạo phộng rất là thương hiệu luôn ha. Anh này thì mình không biết chơi giỏi hay không, tuy nhiên thì anh ấy cũng cùng với Stub là một trong những YouTuber khá là nổi, cực kỳ nổi luôn trong The Stronger Battleground. Mình nghĩ anh này là nổi nhất trong The Stronger Battleground rồi. Nếu như bạn không biết anh này thì các bạn có thể xem kênh của anh ấy nha. Tiếp theo là một bạn nước ngoài mà rất là nhiều YouTuber nước ngoài đã review. Mình nhớ là bạn này có khi là top 3 The Stronger Battleground có nhiều kill nhất đúng không? Và bạn YouTuber này tên là Kim. Có nhiều bạn cũng bảo mình là còn anh này nữa. Mình không biết nên là gọi anh hay là gọi bạn hay là gọi gì nữa các bạn, nhưng mà thôi mình gọi là anh cho lịch sự ha. Cái này mình vẽ thì cái gương mặt này mình không cố tình trêu chọc đâu các bạn, tại vì chúng ta đang vẽ chủ đề Saitama đúng không? Thì ít nhất là cũng phải có một người để mình làm meme chứ. Thì đây chính là mình chọn bạn Kim này ha. À, anh Kim chứ các bạn. Cái mặt này nè, nếu như bạn nhớ thì cái mặt này, mặt của Saitama khi đấm lên ý, rất là bợ luôn. Ok, một màu xanh lá rất là đặc trưng luôn ha. Water, nghe rất là giống nước luôn mà. Chữ R thì có thêm một chữ nữa nha các bạn ơi. Và avatar của bạn này là cái gương mặt của Gojo và cái mái tóc Bacon Man thôi. Thế nên là mình sẽ vẽ sơ sơ như vậy nè các bạn. Và sau đó thì ghi thêm cái chữ Na I win vô. Bean Cloud, bạn này thì họ hôm bữa phải nói là không phải hôm bữa, bạn rất lâu rồi. Bạn này có rủ mình vào quay video cùng bạn ấy, thế nhưng mà mình bận quá các bạn ơi, mình không thể cùng bạn ấy co-op được ha. Nhưng mà hôm nay mình nhớ ra bạn ấy mình sẽ vẽ ha. Bạn này là chúa hề nên mình sẽ vẽ bạn ấy theo phong cách là cái con mèo nó cười các bạn. Các bạn thấy nó cười không? Chỉ vô màn hình và cười. À đúng phong cách của một chúa hề luôn các bạn. Bean Cloud mà. Một anh YouTuber có tên là Azaz. Mình thì mình không biết anh này lắm các bạn ơi. Mình thì mình đủ 30 YouTuber không phải là mình biết, mà chỉ là những YouTuber mà mình tìm được trong The Stronger Battleground thôi. Thế nên là mình sẽ vẽ anh ấy ở đây. Còn có thêm một anh có tên là Erin Sir Don Cầm Ble Perit gì nữa các bạn. Anh này thì mình cũng không biết thôi. Và cụ thể mình nói luôn là không phải YouTuber nào trong video này các bạn biết thì mình cũng sẽ biết. Cụ thể là anh MGL này cũng vậy. Nói chung là các bạn biết nhưng mà mình không biết thì mình cũng sẽ không thể vẽ vô được. Cũng như là có rất là nhiều YouTuber khác mình cũng không thể vẽ vô. Nhưng mà đặc biệt nhất là anh MGL này các bạn. Avatar của anh ấy rất là đẹp luôn. Nên là mình sẽ vẽ theo kiểu phong ấy các bạn. Quẩy, rất là ngầu luôn nha. Có mũi tên, các bạn thấy nè. Mình quệt quệt ngoài đường thôi, nhìn nó rất là ngầu luôn các bạn. Chớ hả? Lord Heaven. Ok, anh này là một YouTuber nước ngoài nha. Và một tiếng với màu đen. Vẽ sơ sơ cũng rất là đẹp này. Mình thì mình không xem kênh này lắm ha. Ok, sau khi vẽ nửa video của chúng ta, hay là 2 phần 3 video đấy, thì chúng ta đã được 17 YouTuber. Thế nhưng mà mình đã vẽ lố quá trời ô rồi. Còn những ô còn lại đấy các bạn, mình nghĩ là mình sẽ chen chút vô để vẽ thôi các bạn. Có thể nói là xui cho những YouTuber sau con số 17, tại vì slot nó sẽ còn có chút xíu à. Và có vẻ là nếu như bạn là fan người đó thì cho mình xin lỗi ha. Mình không thể canh 30 người cùng một chỗ được các bạn ơi. Thế nên là những YouTuber này sẽ chen chút vào những chỗ nhỏ nha. Fumblit, anh này thì mình thấy có vẻ là mình biết anh này cũng gần đây thôi các bạn. Nhưng mà đặc biệt cái là avatar của anh này nó rất đơn giản luôn, chỉ mà cái một mặt cười đó các bạn, giống như PlayerNo.71 ấy. Anh này thì kênh của anh ấy làm về chủ đề kiểu giống như drama á các bạn, nhưng mà cũng không phải drama lắm, cũng khá thú vị đấy. Nếu như bạn muốn hiểu bạn có thể coi. Chỉ có điều anh ấy là người nước ngoài nữa các bạn ơi. Một YouTuber làm về short, tức là video ngắn. Có một cái con chim cánh cụt nhìn nó rất là phê luôn các bạn. Ok,
bạn cứ xem đi, bạn biết mình nghĩ là các bạn xem The Strongest Battle ra, các bạn cũng sẽ biết đến YouTuber này ha. Không ít thì nhiều các bạn sẽ thấy cái, từng thấy con chim cánh cụt này. Và mình chả hiểu ai tạo ra cái con chim cánh cụt này nữa các bạn. Nhìn nó rất là nhìn mà nó rất là nản luôn các bạn. Đây. Đấy, mình dễ sao quý các bạn. Nó rất là suy luôn các bạn, giống như con chim Duolingo ấy, nhưng mà này con chim cánh cụt ha. Ok, tiếp theo là X-Demon. Anh này thì là cái tên đã nói lên tất cả về nhân vật thương hiệu của Conan ấy. Đó chính là Demon các bạn, tức là quỷ. Và mình cũng sẽ vẽ anh ấy giống như Stab thôi các bạn, chứ mình cũng không có ý tưởng gì về con quỷ hết các bạn. Ok, nhìn mang chủ đề Halloween nữa các bạn, giống như Pumpkin á, hợp chủ đề dữ. Wow, đúng là vẽ trùng ngày Halloween luôn các bạn. Ok, tiếp theo là Lindsay, cái mặt cười. Thì anh này là một trong những anh lead ha, The Strongest Battleground. Nhưng mà lead anh này cực kỳ nổi luôn, có thể nói là anh này lead nhiều thành ra rất là uy tín, view cũng khá là cao. Nhưng mà avatar của anh này thì rất là khó vẽ luôn, thế nên là mình sẽ vẽ tượng trưng thôi. Ok, nhưng mà mình cũng rất là hài lòng ha, mặc dù vẽ tượng trưng thôi ha. Wow các bạn, Simo, anh này có avatar rất là ngầu luôn, thế nên là mình sẽ vẽ theo cái phong cách 3D cũng rất là ngầu luôn. Thực sự là mình không tin là mình có thể vẽ đẹp đến như vậy các bạn. Nhìn nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà tự nhiên trong lúc này mình lại nghĩ ra ý tưởng là đồ cho anh ấy cái neon lên các bạn, và nó nổi cực trong cái khu những YouTuber này luôn. Wow, phải nói là một trong những sự ưu ái của mình dành cho anh này. Nhưng mà mặc dù thơm anh này cũng thơm néo với các bạn, anh ấy cũng để mấy cái neon cũng rất là đẹp nên mình nghĩ đây là chuyện bình thường ha. Rồi chả hiểu sao đến anh On EX này, mình lại vẽ anh ấy theo Amon Ú các bạn. Chả hiểu luôn các bạn. Mình ok, chắc chắn mình không cố tình chơi chọc gì cả, nhưng mà Amon Ú ở quanh nơi mà các bạn. Nói chung là chỉ cần có cái khuôn mặt và da màu tím là cũng là thương hiệu của kênh này các bạn ơi. Langin Stop, ok, đây là một YouTuber nước ngoài. Và cái thương hiệu của anh này mình vẽ thấy khá là giống của Silent, thế nên mình để kế bên luôn các bạn, nhưng mà nó cũng sẽ khác ha, mắt kính khác, như vậy chúng ta sẽ không có cái tay màu trắng. Một cái tên kênh rất là dài luôn các bạn, GK The Right To. Ok các bạn, nói chung là vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thôi. Một cái gương mặt cười nữa hả? Không các bạn ơi, các bạn xem đi các bạn sẽ biết. Ok, nó là một con khỉ. Cái này không phải mình tự chế hay nha các bạn. Skin hay là avatar kênh của YouTuber này là một con khỉ trong Roblox, và nó y chang như vậy, không khác gì luôn nha. Nếu có khác thì chắc mình chỉ vẽ xấu thôi các bạn, nhưng mà hề thiệt sự luôn các bạn. Faker Up, ok, Faker của T1 nữa các bạn. Nói chung là đây là một trong những YouTuber mà thật ra nếu mà vẽ thì sẽ có rất là nhiều chủ đề để vẽ, ý tưởng đó các bạn, nhưng mà mình hết slot rồi nên mình không biết mình vẽ cái gì luôn các bạn. Thì kênh này giống như là Sonic điện ấy, và cũng như là Bacon Man, mình sẽ vẽ những cái đặc trưng giống như tóc và một phần tay của avatar đấy. Và mình nghĩ mình cũng không thường xem kênh của anh này lắm. Tiếp theo là Công Sú. Ok, bạn này là bạn người Việt Nam nha các bạn. Bạn này mình nhớ là có một cái video tôi làm con sói cô độc đi săn những bé lũ lì. Wow, đặt tựa đề rất là xú luôn các bạn. Hàng gì bạn này là Công Sú. Kênh của bạn ấy thì có một cái avatar cũng rất là nhỏ luôn, thế nên mình sẽ chèn bạn ấy vô một cái chỗ nhỏ nhất trong đây luôn các bạn, chỉ thêm cái mũi tên đó, tại vì trong avatar kênh của bạn ấy có vậy. Tiếp theo là Poporo. Đây là một trong những kênh mà mình thấy cái avatar theo kiểu pixel mà nó cũng khá là thú vị ha. Kênh bạn này thì là người Việt, và bạn ấy làm về các kiểu tổng hợp cũng như là lịch sử phát triển đấy các bạn, rất là đa dạng chủ đề luôn. Và một con cáo pixel mình vẽ cái này, tại vì các bạn biết là vẽ mấy cái pixel thì chúng ta gần như là phải vẽ trên mấy ô vuông á thì nó mới dễ, nhưng mà mình rất là hài lòng luôn, mặc dù mình không vẽ trong ô vuông mà nó vẫn rất là đẹp ha. Ok, đây là YouTuber thứ 29 các bạn ơi. Anh này thì cái tên Flowy Shot, thì biết là anh đó làm shot rồi các bạn. Avatar của anh này hay là chị này thì mình không biết các bạn, tại vì anh ấy không có sâu giọng, và thì avatar là con gái. Và nếu như còn slot thì mình thề là mình sẽ vẽ rất là đẹp luôn. Nhưng mà slot các bạn thấy còn có miếng rồi, nên mình vẽ với cái đặc trưng như là cái mắt kính và cái gương mặt thôi các bạn. Tiếc thiệt sự luôn các bạn. Ok, người cuối cùng là người Việt Nam, và anh ấy cũng có làm về The Strongest Battleground, đó chính là Từ Du. Xong. Ok, cuối cùng thì trang trí lại cho cái bức tranh tổng thể nó bắt mắt hơn các bạn, hay là chỉ không phải là một vàng đơn điệu là được. Vô, rất là đẹp luôn ha. Mình sẽ chốt cái bức tranh này. Ok, và đây chính là tổng thể cả bức tranh.
mình render ra thì nó khá là mờ hơn các bạn. Thế nhưng mà nếu như bạn muốn lấy cái bức ảnh này của mình ấy, thì mình sẽ up bên phần cộng đồng. Và nếu như bạn muốn lấy và tải về thì các bạn cứ lấy. Và nếu như bạn muốn gửi cho các YouTuber mà bạn thích trong video này thì các bạn cứ lấy. Mình sẽ không đánh bản quyền cái bức ảnh này đâu thôi các bạn. Miễn sao là các bạn nhớ ghi là ảnh này thuộc của mình là được, hay là Cree 2.NupPower là ok hay các bạn. Vậy nha, video của mình đến đây thôi. Nếu như bạn thấy còn thiếu YouTuber nào mà bạn không biết, hay là trong 30 YouTuber này bạn thích ai nhất, thì bạn có thể comment bên dưới ha. Và cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn ở đây sau. Bye bye. Vẽ con cá là cực luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy khá là đáng.